Đúng rằm tháng 12 âm lịch, tuyệt đối cấm làm 13 năm này, kẻo vỡ nợ mất trắng, xui xẻo triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm của Phật giáo thì ngày mùng 1 và ngày rằm là hai ngày của trời Phật, là hai ngày mà con người chịu tác động của sự chi phối của các trường năng lượng trong vũ trụ. Nên tâm tính của con người thường là có sự hung hăng, có sự khó chịu và dễ gây ra nhiều cái tội lỗi hơn. Vì vậy, nhà Phật thường cho đệ tử tụng kinh sám hối ăn chay vào hai cái ngày này. Và để cho gì? Cái việc đó nó sẽ giúp cho thân thể được nhẹ nhàng và giúp cho con người tự nhắc nhở bản thân mình tỉnh giác hơn, tỉnh táo hơn và trợ duyên tích cực đấy, hóa cho thân tâm và hạn chế gây ra những lỗi lầm. Mặt khác thì người xưa cũng cho rằng cái thời điểm này thì quý vị cũng cần phải kiêng kỵ tuyệt đối những cái điều sau đây. Đấy. Vì cái ngày mùng 1 ấy, thì người Việt đã coi trọng cái ngày này và ngày rằm là cái thời gian tốt để tưởng nhớ đến tổ tiên và cầu xin thần linh được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều cái may mắn. Và để cầu mong cả tháng được thuận buồm xuôi gió thì nhiều người sẽ chọn làm những việc tốt. Và cũng bởi vậy có những cái việc mà quý vị tuyệt đối không nên làm. Với quan niệm là có thờ có thiêng, có kiêng có lành ấy, thì sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 13 điều tuyệt đối không nên làm trong ngày rằm tháng 12 âm lịch để tránh cái vận xui đeo bám, tài lộc mất trắng từ nay đến Tết. Đó. Quý vị thân mến, cái việc kiêng kỵ đầu tiên là quý vị cần phải lưu ý, đó là kiêng kỵ để bàn thờ bị bụi bẩn. Thưa quý vị, bàn thờ gia tiên thì nói chung ấy là nơi linh thiêng và quan trọng trong hầu hết các gia đình của người Việt. Cái việc giữ cho bàn thờ luôn được sạch sẽ, gọn gàng là cách để thể hiện cái sự tôn kính cũng như là tốt cho cái phong thủy của gia đình. Nếu các cụ về mà thấy bàn thờ bụi bẩn thì sẽ không ngự được lâu. Chẳng những cầu không được mà lại còn khiến cho gia chủ phải lao đao lận đận. Đó. Lau chùi bàn thờ thường xuyên thể hiện cái sự tôn trọng và cái sự tôn kính đối với Đức Phật và đối với các vị thần linh cũng như là ông bà tổ tiên. Vì thế bề trên sẽ nhìn thấy được cái việc làm đó và sẽ phù hộ cho gia đình được may mắn, tài lộc hơn. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt thì cái phong tục dọn dẹp bàn thờ, đặc biệt là vào cái dịp cuối năm ấy, là một cái điều mà quý vị cần phải làm. Đấy. Những cái ngày trọng đại của gia đình thì cũng cần phải dọn dẹp, cũng không còn quá xa lạ nữa. Nói chung ấy, cái việc bao sái là cái việc vệ sinh sạch sẽ cái bàn thờ trong cái dịp cuối năm để đón các cụ về ngự được lâu hơn. Đó. Cái việc bao sái này thì cũng không hẳn là việc làm vào cái cuối năm. Nhiều người sợ động bất hương nên là cũng gì kiêng kỵ để cuối năm sau 2-3 tháng chạp mới làm. Nhưng mà ấy, cái bàn thờ là nơi sạch sẽ, tôn nghiêm, vì vậy mà không được để bụi bẩn nhá. Thể hiện cái sự thiếu thành kính cũng như là thiếu cái lễ độ với thần linh, vì vậy mà cũng rất dễ bị mất lộc. Đó. Cái việc bao sái lau dọn bàn thờ lại được xem là để loại bỏ những cái vận khí xấu của năm cũ và tẩy uế những cái uế khí, những cái bụi bẩn trên bàn thờ sau một thời gian dài. Từ đó có thể là chiêu đón cắt lành, phúc lộc cho gia đình trong năm. Thông thường ấy thì cái việc bao sái bàn thờ thường được tiến hành vào cái nghi lễ loại sau lễ cúng ông táo, đúng không? Lúc này thì gia chủ bắt đầu dọn dẹp, quét dọn bàn thờ gia tiên. Mỗi nhà sẽ chọn một cái thời điểm khác nhau. Nhưng điểm chung ấy là quý vị thường là gì? Làm trong cái dịp là từ nay, từ cái sau rằm là quý vị có thể là tiến hành lau dọn bàn thờ được. Và để cái việc lau dọn bàn thờ nó được thơm tho sạch sẽ, quý vị sẽ sử dụng một cái nước lau dọn bàn thờ nhất tâm hương. Nhất tâm hương là một cái loại nước chuyên dùng để lau dọn bàn thờ. Đó. Cái bình này có dạng bình xịt dạng xương ấy, nó sẽ gì giúp cho quý vị cái không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ. Kể cả quý vị lau bằng nước lã xong, quý vị có thể xịt cái nước nhất tâm hương này lên thì nó cũng sẽ giúp cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ. Ngoài ra ấy, thì cái nước nhất tâm hương này nó cũng còn có tác dụng là xua đuổi côn trùng, xua đuổi những cái uế khí, những ám khí, những cái mùi không tốt ra khỏi ban thờ, giúp cho không gian ban thờ được sạch sẽ, thanh lịch hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nhất tâm hương giúp lau dọn bàn thờ được sạch sẽ, trang nghiêm hơn. Thưa quý vị, đó là cái việc kiêng kỵ đầu tiên. Kiêng kỵ thứ hai là người ta cũng kiêng kỵ cái việc cắt tóc trong những ngày này. Thưa quý vị, ngày rằm ngày mùng 1 là ngày khởi đầu và ngày giữa một tháng. Thời điểm này thì âm khí nó khá nặng. Và dân gian vẫn coi rằng đấy, vào cái dịp đầu tháng hoặc là cái dịp ngày rằm ấy là cái thời điểm rất linh thiêng.
Và quan điểm của dân gian ta có câu là đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên người ta tin các tục lệ ngày xưa sẽ rất cẩn thận vào những ngày này. Người ta quan niệm rằng nếu mà ngày rằm ấy mà may mắn ấy thì cái may mắn đó cũng sẽ kéo theo cả tháng. Ngược lại, nếu có bất kỳ cái gì không tốt vào ngày rằm ngày mùng 1 thì cũng sẽ bị xui, nó ảnh hưởng theo. Nói về việc cắt tóc thì cái mái tóc chỉ là một phần của cơ thể, nó là phần sừng đúng không ạ? Và chúng không chỉ làm đẹp mà nó còn mang lại một cái ý nghĩa tâm linh. Đó. Vì gắn vào cơ thể nên cắt đi sẽ là cái điểm báo cho sự mất mát nào đó trên cơ thể, khiến cho tài lộc, công danh, sự nghiệp nó cũng bị gì? Bị sa sút. Một số người cho rằng tóc nó tượng trưng cho cái tài lộc, nên là nếu cắt vào ngày mùng 1 ngày rằm ấy sẽ khiến cho tài lộc bị hao mòn, buôn bán thì ế ẩm, hoặc là làm ăn thì thua lỗ. Do đó người ta thường kiêng kỵ việc cắt tóc vào trong hai ngày này, đặc biệt là gì? Cái ngày mùng 1 Tết thì không ai cắt tóc cả. Cái việc thứ ba mà quý vị cần kiêng kỵ là kiêng kỵ làm vỡ đồ, hoặc là gì? Làm vỡ bát đĩa ấm chén. Thưa quý vị, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao là trong danh sách những điều cấm kỵ trong cái ngày rằm ngày mùng 1 ấy lại có cái việc kiêng kỵ đánh vỡ bát đĩa ấm chén, phải không ạ? Bởi lẽ ông bà xưa có quan niệm là từ vỡ từ bể là những từ mà tạo nên cái sự chia cắt, tạo nên cái sự đứt lìa trong các mối quan hệ trong gia đình. Vì thế, không những ngày rằm ngày mùng 1 mà những ngày thường thì tốt nhất quý vị cũng tránh đánh vỡ, đánh đổ bát đĩa hoặc là ấm chén, hay những cái hành động bất cẩn như là cãi cọ, chửi bới thì cũng không hay. Kiêng kỵ thứ tư là trong ngày rằm mùng 1 thì cái âm khí nó vượng, đâm ra là gì? Người phương Đông ấy thì vẫn cho rằng là kiêng kỵ cái việc quan hệ nam nữ. Nói chung ấy, vào cái dịp lễ Tết ngày rằm ngày mùng 1 ấy thì các cặp đôi nên hạn chế gần gũi, yêu thương, tránh kinh động đến cái đấng linh thiêng và tránh mắc phải những xui xẻo đen đủi không đáng có. Chính vì thế, nếu mà có người hỏi rằng là trong cái thời gian rằm mùng 1 kiêng gì thì không ít người nói là gì? Không nên là quan hệ nam nữ trong thời gian này. Thứ năm là kiêng soi gương. Quý vị thân mến, gương vốn là một cái đồ vật rất linh thiêng. Người xưa tin rằng gương có thể chiếu được ma quỷ hay là cái thế lực âm. Do vậy, các bạn không nên soi gương vào cái thời điểm tối của ngày rằm hoặc là ngày mùng 1, vì rất dễ thấy những cái điều đáng sợ, khiến cho tinh thần bị giảm sút đó, và gặp những cái điều không hay trong cuộc sống. Kiêng kỵ thứ sáu là ăn một số món đấy. Sau đây như là thịt chó, thịt mực hoặc là vân vân. Thì nhiều người cho rằng là nhiều cái món ăn của người Việt ấy, thì kiêng ăn vào những ngày đầu tháng hoặc là những ngày rằm mùng 1 ấy. Thì trong ngày mùng 1 thì người ta cũng kiêng em ăn món là mực, thịt chó, thịt vịt, trứng lộn, cá mè, mắm tôm, ốc chuối vân vân. Thứ nhất, người ta kiêng kỵ ăn mực vào đầu tháng là vì gì? Cái loại thực phẩm này nó là một trong danh sách đen của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nguyên nhân điều này xuất phát từ quan niệm đen như mực của ông bà ta từ nhiều năm trước. Kiêng kỵ ăn thịt chó vì người ta quan niệm ăn thịt chó đầu tháng thì cả tháng sẽ gặp những điều xui xẻo, không may mắn. Kiêng kỵ ăn thịt vịt bởi người ta cũng cho rằng là thịt vịt nếu mà ăn ấy, thì sẽ gặp vận xui, tan đèn xẻ nghé. Đó. Thì thay vì thịt vịt thì người ta có thể dùng thịt gà ăn để được cắt tường may mắn hơn. Thì thịt chó và thịt vịt lại là cái điều kiêng kỵ trong những ngày đầu tháng. Nhưng mà ấy, cái thời điểm cuối tháng thì đây là hai món được xem như là cái để giải, giải đen, giải xui. Còn người ta kiêng kỵ ăn trứng vịt lộn vì nếu ăn ấy, thì cả tháng sẽ không được may mắn. Đấy, mọi thứ xảy ra sẽ đảo lộn với cái ý của mình. Nguyên nhân của việc kiêng kỵ ăn cá mè vì người ta đi với từ mè nheo. Nếu ăn cá mè thì cả tháng sẽ bị đen đủi, hãm tài. Mọi người kiêng kỵ ăn chuối vì đọc lái là chữ chuối đấy, hay là gì? Chữ đuối theo giọng của miền Nam, có nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Người miền Nam cũng kiêng kỵ ăn tôm vì cho rằng đầu tôm to đi giật lùi nên là khó có chuyện là đầu xuôi đuôi lọt được. Do đó sẽ không được thuận buồm xuôi gió trong cả tháng. Tóm lại, nếu mà ăn những món này thì cả tháng sẽ bị xúi quẩy và quý vị cũng nên kiêng kỵ. Kiêng kỵ thứ bảy là kiêng nói tục chửi bậy. Quý vị thân mến, nói tục chửi bậy thì ngày nào cũng nên kiêng, đúng không ạ? Cái việc nói tục chửi bậy chắc chắn nó phản ánh phần nào đó cái văn hóa của mỗi người. Đây cũng là cái điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Nhiều người quan niệm đầu tháng hoặc là ngày rằm ấy mà nói tục chửi bậy thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng cần phải đặc biệt tránh không nhắc đến những cái chuyện xui xẻo, những chuyện xui rủi vào những ngày này, nhất là vào ngày mùng 1 ấy, để đuổi cái vận xui càng xa càng tốt. Cái việc kiêng kỵ này thật ra không chỉ ngày đầu tháng mà nó áp dụng đều đặn với những người kinh doanh buôn bán ấy. Những người bán hàng mà đầu tháng
hoặc là mới buổi sáng mở hàng ra mà gặp phải những cái người kỳ kèo thì cũng không tốt, đúng không? Và đó chính là cái điều kiêng kỵ thứ 8, là kiêng kỵ mặc cả khi mua hàng vào sáng ngày rằm hoặc mùng 1. Quý vị thân mến, người Việt thường kiêng kỵ cái việc ngã giá, không mua hoặc là đổi hàng vào sáng ngày mùng 1 hoặc sáng ngày rằm, hoặc là các buổi sáng trong tháng, đúng không? Theo quan niệm của những người buôn bán ấy, thì nếu mà gặp khách khó tính mà cả một buổi sáng sẽ khiến cho cả ngày, thậm chí là cả tháng đó làm ăn sẽ bị ế ẩm, xui xẻo. Do đó, nó sẽ rất xui xẻo nếu mà gặp phải những người đã đến xem hàng ngã giá rồi lại không mua hoặc đổi trả hàng trong cái buổi sáng sớm. Đó. Trên đây là những điều cấn kỵ được dân gian truyền lại, dù không có căn cứ khoa học nhưng mà ấy, những điều này cũng quý vị cũng nên kiêng nữa. Các cụ người ta nói là gì? Có thờ có kiêng, có kiêng có lành. Vì vậy, quý vị nên tránh thì sẽ hơn. Và kiêng kỵ thứ 9 thì người ta cũng kiêng kỵ, đó là gì? Kiêng kỵ thăm phụ nữ vừa sinh. Dân gian ta vẫn có thói quen kiêng kỵ thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng 1 tháng kể từ khi em bé chào đời, và hạn chế đến thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Thật ra trong 30 ngày đầu thì cái việc cạn cả mẹ và bé đều rất mệt mỏi và khó khăn, nên là gì? Cần phải được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều sẽ khiến cho không gian bị ồn ào, đi kèm với bụi bặm và gì, nguy cơ gây bệnh cho mẹ và bé cũng sẽ nhiều. Cái việc kiêng kỵ này cũng là hợp lý rồi, đúng không ạ? Kiêng kỵ thứ 10 là kiêng gặp nữ hay là gặp người giữ vía vào buổi sáng. Quý vị thân mến, vào mỗi buổi sáng sớm, đặc biệt là cái ngày mùng 1 ngày rằm, nếu mà có việc phải đi ra ngoài thực hiện công việc quan trọng ấy, thì nhiều người có thói quen là tránh đi ra ngõ gặp nữ giới hoặc là gặp những người vía giữ. Với cái mong mỏi công việc được như ý, vạn sự anh thông ấy, thì đôi khi để tránh cái xui rủi thì có người còn khéo léo thu xếp những người quen tình cờ mở cửa, hay là những người gặp may mắn ấy, đứng ở chờ ngõ chào hỏi và chúc lên đường may mắn bình an để lấy phước. Kiêng kỵ thứ 11 là ăn vụng đồ trên bàn cúng. Quý vị thân mến, đúng theo cái tâm lý thói quen bấy lâu của người Việt ấy, cái đồ cúng không nên được nếm hay là được ăn thử trước khi đặt lên bàn thờ. Cái ngày mùng 1 ngày rằm là cái ngày tuyệt đối kiêng kỵ việc ăn vụng đồ thờ cúng trước khi mà thắp hương, và chúng ta muốn ăn cũng phải cần phải thì thành kính khấn xin, kẻo lại rước họa vào thân. Kiêng kỵ thứ 13 là thắp hương gà mái. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian và cái phong tục phong thủy ấy, thì những dịp quan trọng như là cúng giao thừa, ngày lễ Tết, dỗ chạp, ngày ông công ông táo, ngày khai trương mở hàng, ngày cưới hỏi vân vân, thì chỉ được chọn gà trống, đặc biệt là phải là gà trống tơ hoặc là gà trống thiến, không đập mái, để sạch sẽ mang lên trên cúng thần linh. Hơn nữa, cái dịp này thì cần cái tiếng gáy của gà trống để đánh thức cái năng lượng mới, kết nối với thần linh, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt là nếu mà cúng giao thừa ấy, mà cúng gà mái thì sẽ không hợp phong thủy, vì sẽ không có thần gà để đánh thức mặt trời vào buổi sáng sớm, thì sẽ không mang tới cái năm mới được thuận lợi và suôn sẻ. Vậy nên những cái dịp lễ quan trọng như ngày dỗ chạp, lễ Tết, ngày mùng 1, ngày rằm ấy, thì nhiều gia đình ấy sẽ chọn gà trống để cúng gia tiên. Đấy. Ở Việt Nam thì cái ảnh hưởng của cái nền văn hóa tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo, nên là cái quan niệm là trọng nam hơn nữ. Do đó những cái lễ vật dâng cúng gia tiên thần linh cũng hơi hướng để cao nam tính. Hơn nữa, khi chọn gà cúng, trong một số dịp lễ sẽ chọn gà trống tơ để mà cúng. Gà trống mang cái biểu tượng bằng tiếng gáy để kết nối giữa thần linh và con người. Gà trống sẽ đánh thức mặt trời, mang lại cái ánh sáng. Thế nên trong những cái dịp quan trọng như ngày mùng 1 rằm đầu năm mới ấy, hoặc là ngày ông công ông táo, ngày khai trương, thì người ta thường chọn gà trống để cúng. Cúng gà trống sẽ kết nối được sâu sắc hơn với thần linh và mong được mưa thuận gió hòa. Kiêng kỵ thứ 14 là giấy tiền vàng mã. Thưa quý vị, giấy tiền vàng mã sau khi cúng ấy, là cái thứ mà không được đặt lên trên bàn thờ. Có nhiều gia đình giữ cái thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ với mong muốn là được bể trên trứng giám, ban cho tài lộc. Thế nhưng theo các chuyên gia phong thủy tâm linh học thì cái việc để tiền bạc lên bàn thờ chẳng những không mang lại cái vận tài lộc, mà nó còn khiến cho công việc làm ăn bị trì trệ, khó khăn, nó ngáng trở và khó có lòng thành công được như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy, ngược lại còn mất mát tiền của nhiều hơn, túng thiếu trăm bề. Tốt hơn hết là quý vị sau khi cúng xong ấy thì quý vị nên gì? Hóa vàng mã. Không nên trưng tiền vàng trên bàn thờ lâu ngày, mà nên hóa ngay sau lễ cúng. Đặc biệt là các vàng mã trong cái lễ cúng trước ấy, thì quý vị cũng nên hóa vào cái ngày 23 tháng chạp để gì? Đón được cái tài lộc năm mới được như ý.
Tiếp theo, kiêng kỵ thứ 15 là không nên để hoa khô héo trên bàn thờ. Quý vị thân mến, việc để hoa khô héo không chỉ chứng tỏ cái sự thờ ơ, không quan tâm đến gia tiên và thần linh. Đồng thời, các bạn còn có thể bị chê cười. Hơn nữa, nếu đặt hoa héo, hoa khô trên bàn thờ thì sẽ khiến cho người trong nhà gặp những điều xui xẻo, công việc thì bất lợi. Quý vị thân mến, quan niệm tâm linh của người Việt rất xem trọng cái việc kiêng kỵ trong ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp. Bởi họ có suy nghĩ rằng đầu tháng đầu năm có thờ có thiên có kiêng có lành. Tuân thủ đúng thì sẽ được may mắn trăm bề, tài lộc sẽ đến suốt 30 ngày trong tháng, thậm chí là may mắn sẽ kéo theo cả năm. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 15 điều kiêng kỵ trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi kênh Đạo sĩ Tử Thông Official, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ kiến thức kinh nghiệm thực tế về tâm linh, các tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tiên thánh, thờ cúng thần linh gia tiên cũng như là các vị anh hùng của người Việt Nam. Theo tín ngưỡng cổ truyền của người Việt thì ngày 23 tháng chạp hàng năm là ngày ông công ông táo, còn gọi là ngày ông táo cưỡi cá chép vàng lên chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những cái điều mà tai nghe mắt thấy ở nhân gian, bao gồm cả việc tốt, việc xấu và những gì mình chưa làm được. Nguồn gốc của ông công ông táo được xem là xuất phát từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của đạo giáo Trung Quốc, được Việt hóa bằng cổ tích Việt Nam là hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm thì người dân thường làm cái lễ cúng ông công ông táo để cầu mong các chư vị tôn thần phù trợ, báo cáo việc tốt lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, kết thúc một năm cũ và chuẩn bị bước sang cái năm mới được bình an, thuận lợi. Sau đây, Tử Thông sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn lễ cúng ông công ông táo, từ việc chọn ngày giờ tốt, sắm sửa lễ vật đến bài văn khấn cúng ông công ông táo chuẩn nhất để gia chủ thu hút được cái tài lộc, may mắn và cái sự bình an trong năm mới. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Quý vị thân mến, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của cái tục cúng ông công ông táo. Thưa quý vị, thần táo quân là cái vị thần quyết định rủi may và gì cái họa phúc của gia chủ, hay còn được gọi là gì định phúc táo quân. Ngoài ra còn ngăn ngừa cái sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình. Vì vậy, phong tục cúng ông công ông táo mang cái ý nghĩa cầu mong cái sự ấm no đầy đủ. Sau đó mới đến cái ý nghĩa là gì thờ thần bếp chuyên cai quản cái bếp núc. Ông táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về những cái việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình ở dưới hạ giới. Cá chép là cái phương tiện để ông táo cưỡi về trời. Vào cái ngày này, sau khi cúng lễ xong ấy, thì các gia đình đều cúng cá chép rồi đem ra sông hay là ra ao thả để phóng sinh. Cái việc thả cá chép có ngụ ý là cá vượt vũ môn hay là cá chép hóa rồng. Cá chép mang cái ý nghĩa biểu tượng cho cái sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, cái sự kiên trì và cái sự bền bỉ để đi tới cái thành công. Đó là cái ý nghĩa của cúng ông công ông táo. Và sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái ngày đẹp, giờ tốt để chúng ta tiến hành cái việc cúng ông công ông táo cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, để chọn ra cái ngày giờ tốt thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái tài liệu Hứa Chân Quân Ngọc Học Ký, đúng không? Hứa Chân Quân Ngọc Ký. Quý vị hãy mở cái trang 164 trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Trang 164 trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị biết đấy, ông Hứa Chân Quân là một trong những cái người mà đã viết ra một cái Ngọc Hạc Thông Thư. Ngọc Hạc Thông Thư. Và trong phần này thì có cái Hứa Chân Quân Ngọc Ký, nó cũng chọn ra những ngày thực hiện nghi lễ thờ cúng, đúng không? Nói chung ấy thì cái phong tục thờ cúng ông công ông táo, cái ngày cúng ông công ông táo nhá, thì ở dân gian chúng ta vẫn thường là gì, thường mọi người thường làm vào cái thời điểm gọi là gì sau cái ngày 20 thì đã làm được. Thì chúng ta biết theo Hứa Chân Quân Ngọc Học Ký ấy, thì ngày 19 và ngày 20, ngày 19 âm lịch ấy, là ngày Nhâm Thìn ấy, và ngày 20 là ngày Quý Tỵ ấy, thì không phải là ngày tốt. Trong cái ngày này thì chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử, nếu mà tế tự thì sinh ra đau ốm bệnh tật, hại thầy hại chủ, không nên. Ngày thứ hai là ngày 21 tháng 12 âm lịch, đó là ngày Giáp Ngọ. Còn dương lịch thì nó là ngày 31 tháng 1 năm 2024 ấy. Thì trong ngày này thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian địa phủ, nếu mà người có người thượng trương tiến biểu tế lễ, làm lễ hạ thổ công thổ địa thì được phúc gấp 10 lần, đúng không ạ?
Và trong cái ngày, trong cái ngày ngày Giáp Ngọ ấy, ngày 21 ấy, thì chúng ta có những khung giờ tốt sau. Thì quý vị cứ mở cái quyển sách ngày tốt tuần thư ở trang 127 thì chúng ta sẽ có giờ tốt sau này. Ngày Giáp Ngọ chúng ta có giờ tốt, đó là giờ gì? Từ 11 đến 13 giờ là giờ Ngọ đúng không ạ? 13 đến 15 giờ là giờ Mùi, 15 đến 17 giờ là giờ Thân, và 17 đến 19 giờ nó là giờ Dậu. Đó. Đó là ngày đầu tiên, tức là chúng ta sẽ cúng bắt đầu từ ngày 21. Đấy. Tiếp theo là ngày 22. Ngày 22 tháng 12 âm lịch thì nó là ngày Ất Mùi, dương lịch nó là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024. Thì trong ngày cái ngày Ất Mùi ấy, thì chư thần tại thiên nếu mà tế lễ thì được tốt đúng không ạ? Tốt vừa, nó được tốt vừa, tốt nhỏ đấy. Ngày Ất Mùi thì nói chung là cái giờ tốt của ngày Ất Mùi có cái giờ sau này. Chúng ta có từ 9 đến 11 giờ. Đó, 9 11 giờ. Nó là giờ Tân Tỵ đúng không ạ? Nó có nhật mã, có bất ngộ. 11 đến 13 giờ nó là giờ Nhâm Ngọ, có nhật hợp, đấy, có triệt không. Giờ Quý Mùi là 13 15 giờ, và cuối cùng là giờ gì? Giờ Dậu Thân từ 15 đến 17 giờ. Đó là những khung giờ tốt để chúng ta cúng ông táo trong cái ngày 22 tháng Chạp ấy. Thì quý vị có thể là gì? Tham khảo thêm nhé. Tôi sẽ để cái ngày tốt ở trên bảng. Quý vị có thể là nhìn trên đó chép lại để chọn ra những giờ tốt để mình thực hiện nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái ngày 23 tháng Chạp. Nó là ngày Bính Thân. Ngày 24 tháng 12 thì nó là ngày Đinh Dậu, nó rơi vào ngày mùng 3 tháng 2. Đúng không? Và ngày 25 tháng 12 âm lịch thì nó rơi vào ngày Mậu Tuất, là ngày mùng 4 tháng 2. Thì trong các ngày này thì chư thần tại thiên Hầu Ngọc Hoàng làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian, đại địa phủ. Nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tự, thượng biểu trương, chiêu hồn thì rất là tốt. Vậy nên đây cũng là một cái ngày cực kỳ tốt để cho quý vị tiến hành cúng ông công táo. Nó là chính ngày luôn, đúng không ạ? Và trong cái ngày 23 tháng Chạp thì chúng ta có cái giờ tốt để tiến hành công việc là cúng ông táo ấy. Thì chúng ta khắc khung giờ sau này. 7-9 giờ nó là giờ Nhâm Thìn ấy. Và 9 đến 11 giờ nó là giờ Quý Tỵ. Và quý vị có thể cúng muộn hơn thì cúng vào lúc 13 đến 15 giờ là giờ Ất Mùi. Tuy nhiên ấy, khuyên quý vị nên cúng trước 11 giờ nhé, trước 12 giờ. Đó. Và giờ Ngọ này, giờ Ngọ nó là giờ Bạch Hổ, nó không tốt. Nó không tốt nên quý vị có thể chọn những giờ trước đó để cúng. Và trong cái ngày công táo ấy, thì nói chung ấy là ngày tiễn các vị về trời, đâm ra là quý vị làm càng sớm càng tốt nhé. Đó. Đó là những cái ngày giờ tốt. Thì ngoài ra thì quý vị cũng thể, nếu mà quý vị về muộn thì cũng có thể cúng muộn hơn. Đó. Thưa quý vị, đó là những ngày tốt, giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng công táo. Tiếp theo là chúng ta cùng xét về cái lễ vật cúng công táo đấy. Thì quý vị sẽ tham khảo thêm quyển sách là Văn Cấn Tuần Thư nhé. Trong này thì ở trang 10 ấy, trang 11 thì nó có các lễ vật tạo táo cuối năm, có lễ vật, có các gì mâm cúng, đồ vàng mã như thế nào và đồ sắm như thế nào, đúng không ạ? Thì cái lễ vật cúng ông táo ấy, theo truyền thống ấy, thì bao gồm những thứ sau này. Bao gồm có mũ ông công ông táo 3 cỗ hay là 3 chiếc, 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Mũ dành cho táo ông ấy thì là có cánh chuồn, và mũ dành cho táo bà thì không có cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng một cỗ mũ ông công ông táo, tức là có 2 cánh chuồn để tượng trưng. Đó. Cái lễ vật thứ hai là cá chép. Cá chép tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông công ông táo. Các bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc là cá chép thật đều được, nhưng mà khuyên ấy có cả thật cả giấy thì sẽ tốt hơn. Thường thì người miền Bắc người ta còn cúng một con cá chép hoặc là 3 con cá chép thả xuống chậu, ngụ ý là cá chép hóa rồng. Nhưng tại miền Nam Bộ ấy, thì người ta thường là cúng cá chép giấy nhiều hơn. Đó. Còn về vàng mã thì có những thứ sau này: có tiền vàng này, một chiếc áo, một đôi hia bằng giấy, những bộ vàng mã như là mũ, hia, áo, một số cái vàng thỏi bằng giấy ấy. Và sẽ được đốt đi sau cái lễ cúng ông táo ngày 23 tháng Chạp cùng với các bài vị cũ. Sau đó người ta lập cái bài vị mới cho táo quân, là ghi là Định Phúc Táo Quân, đúng không ạ? Còn mâm cỗ cúng ông táo trong cái ngày 23 tháng Chạp thì gồm những thứ sau này. Thì tùy theo hoàn cảnh của gia đình mà các lễ vật cũng có thể khác nhau. Người ta cũng sẽ gì làm lễ mặn với xôi, gà, chân giò, luộc hoặc là gì các món nấu với măng. Hay là lễ chay với các món trầu cau hoa quả, giấy vàng mã, tiền bạc đó. Để tiễn ông công ông táo. Thông thường thì vào cái ngày này mọi người cúng cỗ mặn. Đấy, cúng cỗ mặn. Mâm cỗ mặn cúng ông công ông táo về cơ bản thì gồm có những thứ sau này. Chắc chắn là có một đĩa gạo, một đĩa muối. Đó, sau khi cúng thì chúng ta mang lên rắc đi. 5 lạng thịt vai luộc hoặc là gì? Con gà luộc ngậm hoa hồng. Một bát canh măng mọc, đấy, đĩa xào thập cẩm. Một đĩa giò, đĩa xôi gấc, đĩa chả kho, đĩa hoa quả, một ấm trà sen, một quả bưởi, con cá chép rán hoặc là cá chép sống, 3 chén rượu, một quả cau lá trầu,
một lọ hoa đào nhỏ, một lọ hoa cúc. Đấy, cũng kèm theo là gì? Một tập tiền vàng mã. Gia chủ có thể thì cúng đồ chay hay đồ mặn, cái đồ cúng nhiều hay ít tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của gia chủ, chứ không phải là mâm cao cỗ đầy là tốt, đúng không ạ? À, mâm cỗ đơn giản mà gia chủ thành tâm ấy, thì vẫn có những cái sự tốt lành nhất định. Đó là cái sắm lễ. Thứ tư là chúng ta cùng xem là lễ cúng ông công táo có cần mấy con cá chép, đúng không ạ? À, thưa quý vị, mấy con cá chép là đủ. Ở trong lễ cúng ông công táo về chầu trời ấy, thì cá chép là cái đồ lễ không thể thiếu. Đây là cái loài cá duy nhất có khả năng vượt vũ môn để hóa rồng, nên được chọn là cái phương tiện để đưa táo quân về trời. Vậy thì cá chép cúng ông công táo cần mấy con? Có người cho rằng nên cúng nhiều cá thì sẽ tốt hơn. Cũng có người cho rằng thì ít nhất phải cúng 3 con, tượng trưng cho 3 vị thần. Đấy. Cũng có người nói rằng chỉ cần một con hay là gì, một con cá là đủ, hoặc là một cặp cá chép là đủ. À, theo quan điểm của dân gian ấy, nếu gia chủ có gia cảnh tốt thì có thể gì chọn nhiều cá chép cũng là tốt, còn không ấy, thì chỉ còn 3 con cá chép làm lễ cúng là đủ. À, tuy nhiên ấy, cái việc cúng nhiều cá chép quá mức thì chỉ mang cái ý nghĩa là phóng sinh mà thôi, còn số lượng cá chép thực tế chỉ cần 3 con là đủ nhá, không phải là chục là trăm con. Quý vị có thể sử dụng các loại khác để chúng ta phóng sinh trong cái lễ phóng sinh của cuối năm. Vậy thì một câu hỏi nữa đặt ra là nên cúng cá chép giấy hay là cá chép thật? Thì đây cũng là cái thắc mắc của rất nhiều người. À, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ giải thích như sau này. Thì tùy từng vào điều kiện của các gia đình mà có thể dùng cá chép thật hay là cá chép giấy để cúng táo quân. Tuy nhiên, dùng cá chép thật thì vẫn tốt hơn. À, các hộ gia đình ở chung cư hay là ở khu đô thị thì có quy định nghiêm ngặt về cái an toàn cháy nổ, hạn chế đốt vàng mã thì có thể dùng cá chép thật để mà cúng. Còn với gia đình sống ở các ngoại thành, thành thị hoặc là ở những nơi mà không có ao hồ ấy, tức là thả cá nó khó khăn ấy, thì quý vị có thể là gì? Sử dụng cá chép giấy. Đã có nhiều trường hợp đi xa thả cá mà lại gặp phải tai nạn giao thông, nói chung điều đó thì cũng không nên. Đó. À, cũng có một số trường hợp tuy gần sông hồ ấy, nhưng ấy, không có bậc lên xuống thềm và người ta thả cá, ví như là ở Hà Nội có trường hợp là đứng trên cầu Nhật Tân thả xuống hoặc cầu Long Biên thả xuống ấy, thì cá sẽ rất dễ chết. Đấy. Nó cũng là không nên. Một số người còn ném cả cái túi ni lông đựng xuống, vẫn còn buộc nút nữa. Vậy nên là gì? Thả thế thì thả, không thả còn hơn, đúng không ạ? À, chính vì tránh những cái chuyện không may xảy ra vào lễ Tết cuối năm ấy, thì nhiều gia đình lựa chọn dùng cá chép giấy để cúng táo quân. À, sau khi cái việc cúng kiếng xong ấy, thay vì đi thả cá chép thì mang đi hóa cùng với vàng mã và đồ lễ. Đó. À, thưa quý vị, đó là cái nghi lễ cúng táo quân và các đồ lễ cần thiết. À, tiếp theo chúng ta cùng đến cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần văn lễ cúng ông công ông táo, văn khấn cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp để tiễn các ngài về trời. Đó. Và sau đây là cái bài văn khấn chuẩn nhất của cúng ông công ông táo để gì? Tiễn táo quân. À, quý vị đã biết đấy, táo quân là ba ngài, ba vị thần cai quản bếp núc, đấy, định luận phúc họa của gia đình. Phúc họa này xuất phát từ cái việc làm đúng hay là làm trái với cái đạo lý của gia chủ với những người trong nhà. Thì ngoài ra ấy, những vị táo này còn giúp ngăn ngừa cái sự xâm phạm của ma quỷ vào cái gia cư của mình, giữ bình yên đối với những người ở trong gia đình. Các vị táo quân quanh năm ở bếp nên là biết hết mọi chuyện trong nhà. Cuối năm ngày 23 tháng chạp thì các gia đình làm cái nghi lễ tiễn đưa ông công ông táo về chầu trời và rất trọng vọng để gì? Để được các ngài về báo cáo cho quanh năm được suôn sẻ. Và để các ngài đi được vui vẻ thì chúng ta cũng sẽ có một cái bài khấn để tiễn táo quân lên trời. Bài khấn như sau. À, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. À, con kính lạy hội đồng gia tiên họ. Hôm nay là ngày tháng năm âm lịch. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình họ tên năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ nhân ngày 23 tháng chạp, ngày ông táo về chầu trời. À, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa phẩm vật lễ nghi cáo trình với hội đồng táo quân cùng chư vị tôn thần. Gia đình chúng con nhờ công đức của các ngài che chở, chăm lo việc bếp núc, giữ cho gia trạch bình an, bốn mùa không hạn ách tai bay, trong ấm ngoài êm, toàn gia mạnh khỏe,
ân đức này gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Trong suốt năm qua, gia đình chúng con tu trong cõi thế, đường tu còn nhiều thử thách, nên có điều gì chưa nên, chưa phải, chúng con xin các chư vị tôn thần xá tội cho toàn gia chúng con trong năm qua. Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt, cuối năm mãn khí, các ngài về báo cáo với thiên đình, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ ơn. Gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ ơn, mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính, cúi xin các chư vị táo quân nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức, chứng giám lòng thành của gia đình chúng con. Kính mong chư vị tôn thần, ngài đương niên thái tuế, ngài thành hoàng bản thổ, ngài bản cánh thành hoàng cùng các vị tôn thần chư thần phù hộ cho gia đình chúng con được an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, tăng tài tiến lộc, công thành danh toại, gia đạo hưng vượng, tám tiết bình an, hanh thông lợi lạc. Xin các ngài về trời ban phước, ban lộc, phù hộ độ trì, chỉ giáo cho chúng con về đường đi nước bước của năm sau, để chúng con có sức khỏe dồi dào, gia đạo hưng vượng, an khang thịnh vượng, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con kính thỉnh hội đồng gia tiên họ, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chiêm ngưỡng tôn thần, chứng giám lòng thành, tiếp dẫn lễ vật của gia đình chúng con đến các chư vị tôn thần, chúng con cúi xin phù hộ, chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin soi tận gia chủ chúng con bái lại tạ ơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó vái ba vái. Thưa quý vị, đó chính là cái nội dung của bài văn khấn cúng táo quân, tiễn táo quân về trời ngày 23 tháng chạp. Thì quý vị có thể mở trang 12, trang số 12 của quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư để gì tham khảo thêm các bài cúng khấn. Và trong quyển sách Văn Khấn Toàn Thư này có đầy đủ tất cả các bài khấn, 77 bài văn khấn, đúng không? Trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp, ngày rằm ngày mùng 1, cúng khai trương động thổ, cúng lễ tạ ơn, cúng thôi nôi cho bé, đến cúng dâng sao giải hạn thì đều có đầy đủ hết. Thì quý vị có thể tham khảo quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư nhé, để chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn tốt nhất. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư đó. Thưa quý vị, đó là cái nội dung của bài văn khấn. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vấn đề là cúng táo quân ở đâu, ở trên bếp hay ở ban thờ gia tiên. Quý vị thân mến, tùy theo quan niệm của từng nơi, từng vùng và cái phong tục tập quán của từng địa phương mà cái việc chọn nơi cúng táo quân cũng có nhiều cái sự khác biệt. Theo văn hóa dân gian thì đặt bàn thờ ông công ông táo là ở trong bếp. Nếu nhà nào mà có bàn thờ ông công táo như vậy thì đặt mâm cỗ cúng táo thì ở tại đây. Trong trường hợp không có bàn thờ ông công ông táo riêng ấy, thì có thể đặt chung với bàn thờ gia tiên, chứ không nên ở mâm cỗ ở bếp hay ở ngoài ban công vì sẽ không có tác dụng. Cái hướng đặt bàn thờ ông công ông táo cũng không quá quan trọng. Theo phong thủy thì nhất vị nhị hướng, quan trọng nhất là cái vị trí đó phải sạch sẽ, phải tốt lành đó. Cái vị trí ở chỗ bếp ấy phải là chỗ tốt nhất đó. Bàn thờ ông công ông táo nếu có thì cũng gì có thể đặt ở chỗ tốt, chỉ cần chú ý tránh dựa lưng vào bếp nhà vệ sinh hay là tránh dựa lưng vào những cái đồ nó ô uế thôi. Tuy nhiên ấy, cái việc làm lễ cúng ông công ông táo ở đâu ấy thì thực sự không quá quan trọng. Cái lễ cúng này có thể thực hiện tùy theo cái thường lệ của từng gia đình hay là từng phong tục tập quán của từng địa phương. Cúng bái thần linh quan trọng là ở cái lòng thành, chỉ cần gia chủ thành tâm cúng bái thờ cúng, đọc đúng bài văn khấn thì sẽ được phù hộ độ trì. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những cái điều kiêng kỵ khi mà cúng ông công ông táo năm 2024 này, đúng không? Dưới đây là những cái điều kiêng kỵ trong cái ngày cúng ông công ông táo mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, không nên phạm phải. Thứ nhất, kiêng làm lễ cúng ông công ông táo sau ngày 23 tháng chạp. Quý vị thân mến, kiêng kỵ cúng dâng táo quân những cái món đồ ăn kiêng như là gì, thịt chó, thịt vịt hoặc là thịt chim vân vân. Thứ ba là kiêng kỵ cầu xin tài lộc khi mà cúng ông công ông táo. Thứ tư là kiêng kỵ ném cá chép từ trên cao xuống hay là ném cả cái túi ni lông ấy mà lại không thả ra. Đó. Lưu ý là khi thả cá phóng sinh ấy, trong ngày cúng ông công ông táo ấy thì phóng sinh phải bằng cái tâm chứ đừng cứ theo cái trào lưu, lại không chạy theo cái số đông. Tuyệt đối không nên mê tín hay là vụ lợi, đầu cơ công đức, nên tránh những cái hành động thả cá từ trên cao xuống hoặc là ném cả túi ni lông hoặc là gì cầm cả xô cá rồi đổ xuống đấy. Quý vị cũng cần phải xem giờ lành tháng tốt để đi thả cá. Thưa quý vị, vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì, khi nào thì táo quân, các vị ngài táo quân ấy lại quay trở lại dân gian? Ngày nào mà ông công ông táo quay trở lại dân gian đó là thì sau khi làm lễ cúng táo quân ngày 23 tháng chạp trầu trời ấy, thì đến cái ngày 30 tháng chạp táo quân sẽ quay trở lại trần gian. Vì vậy
Vào đêm giao thừa, nhiều gia đình thường tổ chức cái mâm cơm thịnh soạn để đón giao thừa, vừa đón ông công ông táo về với gia đình, mong các vị thần phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới sung túc, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về sau khi cúng ông công ông táo thì gia chủ nên làm gì. Quý vị thân mến, trong 7 ngày ông công ông táo lên chầu trời thì thông thường các gia chủ sẽ tiến hành những việc như sau. Thứ nhất là bao sái, dọn dẹp ban thờ, đó, tỉa chân nhang, thay bát hương cũ, dâng lễ mời các táo về an vị vào ngày cuối năm sau khi cúng cái lễ tất niên ấy. Và để dọn dẹp ban thờ trang hoàng, nhà cửa sạch sẽ, đón cái nguồn năng lượng mới thì quý vị hãy sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương. Để gì? Để bao sái cho ban thờ, bao sái cho bát hương, lau rửa bát hương được sạch sẽ và thơm tho. Từ đó sẽ giúp đón Tết được bình an may mắn, đúng không ạ? Và cái không gian ban thờ nó sẽ trở nên trang trọng và linh thiêng hơn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương, nước lau dọn bàn thờ về để gì? Giúp cho ban thờ được thơm tho sạch sẽ hơn. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra nữa là gì? Không cúng ông công ông táo thì có sao không? Thưa quý vị, từ xa xưa cái tục thờ cúng ông công ông táo ấy đã được trân quý và lưu truyền qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người ta tin rằng đất thì có thổ công mà sông thì có hà bá, nên cái việc thờ phụng cúng bái để được thần linh phù hộ là cái điều nên làm. Tuy nhiên ấy, đó chỉ là tín ngưỡng dân gian, không hề có cơ sở khoa học. Một người nói là như vậy. Theo đó, tùy vào cái quan điểm, sự lựa chọn của mỗi người, có thể tiếp tục duy trì hoặc là gì, không làm theo. Khi tiến hành lễ cúng ông công táo, lễ cúng táo quân ấy, nếu mà tâm thành kính, nếu các bạn tin rằng điều đó sẽ mang lại cái may mắn an lành cho bản thân mình và mọi người trong gia đình ấy. Còn nếu mà bản thân các bạn cũng nửa tin nửa ngờ, chỉ làm vì mọi người cũng làm như vậy thì thực lòng là không hề tin tưởng, thì các bạn cũng nên xem xét lại. Thực tế cũng có không ít gia đình không làm cái nghi lễ thờ cúng ông công táo trong ngày 23 tháng Chạp, tuy nhiên họ vẫn giữ được cái hồn của tập tục qua việc là gì, giữ cho bếp núc gọn gàng, gia đình quây quần bên nhau trong những cái bữa cơm hạnh phúc của những ngày cuối năm. Ngoài ra thì họ thường làm cái việc thiện với cái tâm trong sáng, trao đi những cái gì mà mình có thể để tránh những điều xui xẻo, tránh những điều ác. Như vậy dù không thờ cúng nhưng cũng gì, không có thần linh nào trách phạt đó. Cuộc sống của những người này thì vẫn êm đềm bình yên, đôi khi ấy là còn suôn sẻ thuận lợi đó. Từ chung lại là quan niệm thờ cúng tâm linh là của mỗi người, nhưng cuộc sống này có tốt đẹp hay không ấy, thì đều do mỗi cái sự nỗ lực của chính bản thân của mỗi người trong quá khứ và hiện tại cũng như là tương lai. Muốn cuộc sống được nhẹ nhàng hơn thì quý vị hãy làm những cái gì mà bản thân mình thấy là thật sự là cần thiết và gì không gượng ép. Việc không cúng ông công ông táo thì đều không vấn đề gì cả. Tuy nhiên ấy, theo Tử Thông ấy, thì các cụ nói là gì, tốt lễ thì dễ cầu, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Vậy nên là gì, Tử Thông vẫn khuyên quý vị là nên cúng ông công ông táo vào cái ngày 23 tháng Chạp, cũng như là gì, cúng trước 1-2 ngày, ngày 21, 22 và 23 nhé. Năm nay thì có 3 ngày tốt để quý vị cúng ông công ông táo, nên quý vị hãy lựa chọn cẩn thận, chọn ra cho mình một ngày tốt lành nhất. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tất tần tật cái quy trình cúng ông công ông táo và cái bài văn khấn giúp cho gia chủ được may mắn bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.